Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay lại kênh của Nhi. Thì hôm nay thì rất là vui vì có một khán giả đã gọi điện cho Nhi và mời Nhi đi ăn. Cái quán này là quán nếp, quán nếp ở Fountain Valley. Bây giờ mời các bạn vô trong cùng Nhi nha, để mình trải nghiệm những món ăn, sẽ review cho các bạn. Cái quán này nằm đối diện công viên My Square Park. Ơi, xin mời cả nhà. Quán này tên là quán nếp tiếng Việt. Review cái quán nếp này nha, cho các bạn xem nha. Quán này trông rất là đẹp, là lịch sự nha. Mình đi vô đây là thấy có cái quầy bar bên đó. Đây có như là cái quán này có license, giấy phép về bán rượu bia nha. Quầy bar đẹp quá, rất là đẹp. Đây là bếp nấu ăn, như là cho mình thấy luôn, thấy các là nấu nướng trong đó luôn. Đó, anh bếp này đang làm cái món oyster, là món hào đó. Đông quá. Quán cũng rất là rộng nha các bạn. Đó, bên kia là cái công viên My Square Park đó. Đây là shop sale crab, là cua lột, chiên chiên giòn, nó tốt với cái sốt ha. Đây là món bắp, giống như là bắp tàu tôm, tàu quỷ. Vậy tùy rồi mình móc ra đó hả? Cái này sô cuối và sô bé. Ăn xong đi tập thể dục. Rồi chị tập một bé giờ. Đây là chị thử cái món bắp xào tôm nè. Cái món bắp này rất là ngon nha. Họ xào đây là tóp mỡ và cái xương, cái tủy á. Béo lắm nha các bạn ơi. Bắp xào. Anh muốn uống. Cái món này là cái gì đây em? Chị muốn nó ngọt nhìn hả? Dễ thương quá ha. Cái này là The Empress. Impress. Đẹp quá. Thôi giờ mình chia đi. Sức khỏe. Dạ, chúc sức khỏe nha. Để em làm boomerang nha. Em chỉ cần boomerang thôi. 1, 2, 3, vô. Đúng ra, đúng vô. 1, 2, 3. Rồi, em nghĩ anh cầm ly này nhìn nó đẹp hơn nè. Thank you. Đây là món mì scallop, mì nấm. Còn bên đây là mì xào. Xương ngon quá đi nha, món này quá giận nha. Cái này mới là meatball đúng không? Hả? Em quay đứng qua anh chị đi. Quay đứng qua anh chị. Đang ăn món mì đúng không? Đây là scallop.
cái mì. Scallop là gọi là gì ta? Ờ, sò điệp, đúng rồi, sò điệp. Sò điệp. Rất là mềm. Mềm ha. Biết trên đài 57.5 á. Mà biết rồi. Thì mình có một buổi nói chuyện rất vui. Với người bạn mới trẻ dễ thương. Có những món ăn ngon. Thank you. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Đây là anh Thanh đây nè.